Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Theo Pravda của Nga, trong ngày 24 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu rõ điều kiện để kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm với Liên bang Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, xung đột sẽ chỉ chấm dứt nếu lãnh thổ của Ukraine được khôi phục toàn vẹn và chúng ta đảm bảo rằng Nga sẽ không lặp lại các hành động tương tự trong tương lai. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Kiev ưu tiên kết thúc xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao nhằm giảm thiểu tối đa thương vong cho các binh lính. Tuy vậy, nếu các biện pháp này không đem lại hiệu quả, quân đội Ukraine vẫn sẵn sàng đẩy lùi đối thủ trên tiền tuyến. Trong bình luận của mình, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tập kích các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Zelensky nói thêm, các đối tác cần thuyết phục phương Tây dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa. Đây là điều có thể giúp Ukraine tiến gần hơn tới chiến thắng. Nga đẩy lùi nhiều đợt tập kích của Ukraine ở Kursk. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, trong ngày 24 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc quân đội nước này đẩy lùi nhiều đợt tập kích của Ukraine ở vùng Kursk. Trong quá trình này, quân đội Nga đã khiến đối thủ tổn thất 60 binh lính, 1 xe tăng, 7 xe bọc thép và 2 phương tiện cơ giới. Cùng ngày, không quân Nga đã triển khai trực thăng Mi-28 để tập kích đoàn xe quân sự Ukraine tại một quận biên giới ở vùng Kursk. Đợt không kích đã đạt được mục tiêu và khiến đối thủ thiệt hại đáng kể. Tại các mặt trận khác, nhóm chiến đấu phía đông của Nga đã ngăn chặn 4 cuộc phản công của Ukraine. Trong 24 giờ qua, phía Nga cũng đánh chặn thành công 3 tên lửa ATACMS, 12 tên lửa HIMARS và 44 UAV của đối phương. Theo ước tính của Moscow, kể từ khi phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk hồi đầu tháng 8, quân đội Ukraine đã mất khoảng 5.137 binh sĩ, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân, 350 xe chiến đấu bọc thép, 34 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng MLRS, bao gồm 3 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất, cùng với các thiết bị hàng nặng khác. Phó tư lệnh Trung tâm Tình báo của lực lượng phòng vệ Estonia, Trung tá Janek Kesselman nhận định, Nga quyết định phớt lờ sự hiện diện của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Vị sĩ quan này bình luận, Ukraine đã tạo ra một tình thế khó xử chiến lược cho Nga, đặc biệt sau khi phá hủy cả 3 cây cầu bắc qua sông Seim, hoặc Moscow phải đình chỉ chiến sự tại Donetsk hoặc phải công nhận sự hiện diện của Ukraine ở Kursk. Ngoài ra, Trung tá Kesselman cho rằng, chiến dịch tấn công của Kiev đã buộc Nga phải huy động lính nghĩa vụ mặc dù Moscow phủ nhận khả năng đó. Về diễn biến cuộc giao tranh căng thẳng ở khu vực Kursk, hãng tin RT của Nga dẫn bản tin vào ngày 23 tháng 8 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc nhóm lực lượng phía Bắc với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công từ Ukraine ở gần các khu định cư Boki và Malaya Lobnia và ngăn chặn các cuộc tấn công ở năm hướng khác. Theo thông tin trên, các lực lượng Ukraine đã mất 70 quân nhân, 2 xe bọc thép cá nhân và 1 ô tô trong chiến dịch này. Trong khi đó, các đơn vị trinh sát và tìm kiếm của Nga tiếp tục nhận diện và tiêu diệt các nhóm đối phương ẩn náu trong các khu rừng rậm khi lực lượng này cố gắng xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Quân đội Nga cũng tiếp tục gây sức ép lên lực lượng đối phương bằng các cuộc không kích và nã pháo nhắm vào một số lữ đoàn Ukraine trên khắp khu vực. Theo ước tính của Moscow, kể từ khi Ukraine mở chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 5.137 binh sĩ, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân, 350 xe chiến đấu bọc thép, 34 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng MLRS, bao gồm 3 HIMARS do Mỹ sản xuất, cùng với các thiết bị hạng nặng khác. Cùng ngày 23 tháng 8, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết một máy bay không người lái UAV của Ukraine mang theo lựu đạn chống tăng đã cố gắng tiếp cận nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tuy nhiên, chiếc UAV này đã bị chặn và rơi gần một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. TASS cũng đã công bố hình ảnh về máy bay và tải trọng của nó. UAV có logo của đội quân máy bay không người lái, một dự án của chính phủ Ukraine nhằm tăng cường khả năng cung cấp loại máy bay này cho quân đội. Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm gần thành phố Kurchatov, cách biên giới khoảng 60 km. Các quan chức Nga đã cáo buộc Kiev tiến hành nhiều cuộc tấn công vào cơ sở này khi xâm nhập vào vùng Kursk. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mô tả vụ việc trên là một hành động khủng bố hạt nhân. Bà kêu gọi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA có phản ứng. Giám đốc IAEA Rafael Grossi dự kiến đến thăm nhà máy điện hạt nhân Kursk vào tuần tới theo lời mời của chính phủ Nga. Ông sẽ đến thăm Kiev sau đó.
liên quan đến kế hoạch ứng phó cuộc xâm nhập của Ukraine vào Kursk ngày 22 tháng 8, trả lời giới truyền thông, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định cách ứng phó với cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực Kursk và ông hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những người chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra ở Kursk sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này không cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch của người đứng đầu nước Nga. Đề cập thông tin, Ukraine tuyên bố nước này có ý định tạo ra một vùng đệm thông qua cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Đại sứ Antonov khẳng định, Kiev sẽ thất bại trong việc thiết lập vùng đệm này. Điều đó không thể được, sẽ không có vùng đệm nào trên lãnh thổ Nga. Quan chức ngoại giao Nga cũng cho rằng Mỹ có thể chấm dứt cuộc xâm nhập của Kiev vào khu vực Kursk chỉ bằng một cái búng tay, nhưng Washington không coi động thái như vậy là cần thiết. Trong khi đó, hãng thông tấn Union của Ukraine bình luận, với quyết định điều động lực lượng quân sự lớn vào chiến dịch Kursk, bao gồm cả các lữ đoàn tấn công cùng phương tiện chiến đấu do phương Tây cung cấp, Tổng thống Volodymyr Zelensky đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mục tiêu kiểm soát lãnh thổ Nga có thể tạo ra đòn bẩy mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai, nhưng đồng thời cũng đặt ra rủi ro khi để lộ điểm yếu ở những khu vực chiến lược của Ukraine như Poprov. Mặc dù chiến dịch Kursk được coi là một động thái quan trọng nhằm bảo vệ vùng Sumy của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga, nhưng nhiều người lo ngại rằng sự hiện diện quân sự gia tăng có thể dẫn đến các cuộc không kích mạnh mẽ hơn từ Moscow. Sự mơ hồ về mục tiêu cuối cùng của chiến dịch Kursk càng làm gia tăng lo lắng trong công chúng Ukraine, đặc biệt khi Nga tiếp tục gây sức ép ở các khu vực như Donbass. Việc Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo quân sự chưa đưa ra một thời hạn cụ thể cho chiến dịch và mục tiêu đàm phán với Nga khiến người dân lo lắng về khả năng bảo vệ lãnh thổ của mình. Thưa quý vị, Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một phần của tỉnh Voronezh sau cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine vào Voronezh trong đêm ngày 23 tháng 8. Theo đó, trên trang Telegram, tỉnh trưởng tỉnh Voronezh của Nga, ông Alexander Gusev thông báo, Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một phần của tỉnh Voronezh giáp biên giới với Ukraine sau cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV vào đêm ngày 23 tháng 8, đồng thời tuyên bố lực lượng Nga đã chặn được 5 UAV. Theo tỉnh trưởng tỉnh Voronezh của Nga, các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra cháy nổ. Vụ tấn công không gây hư hại cho bất kỳ tòa nhà dân sự nào, nhưng đã khiến chính quyền địa phương phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tại 3 khu định cư ở quận Ostrogotsky và sơ tán 200 người. Ukraine từng nhiều lần nhắm mục tiêu vào các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và kho đạn dược ở tỉnh Voronezh. Hồi tháng 7, tỉnh trưởng tỉnh Voronezh của Nga cũng từng xác nhận Ukraine đã tấn công một kho đạn lớn trong khu vực. Tỉnh Voronezh của Nga nằm giáp tỉnh Lugansk ở Ukraine, nơi quân đội Nga đang nắm quyền kiểm soát một phần. Trong diễn biến liên quan, tờ Economist của Anh cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine VSU được cho là đang chuẩn bị một giai đoạn xung đột mới tại thành phố chiến lược Poprovsk ở tỉnh Donetsk. Tình hình căng thẳng buộc chính quyền và lực lượng cảnh sát phải sơ tán khẩn cấp. Cùng với đó, các cửa hàng, doanh nghiệp và tổ chức tại Poprov, Nga gọi là Krasnoarmeysk, phải đóng cửa. Người dân xếp hàng dài bên ngoài ngân hàng và điểm lĩnh hưu trí, chuẩn bị cho khả năng phải di tán. Trong tuần qua, Nga đã kiểm soát 8 điểm dân cư gần Poprov và đang giao tranh ở Grodovka và Novogrodovka, một phần của khu đô thị này. Tổng diện tích lãnh thổ Ukraine mất kiểm soát ở hướng Poprov từ đầu tháng lên tới khoảng 420 km2. Tờ Economist nhận định Poprov có thể trở thành bàn đạp cho quân đội Nga mở cuộc tấn công vào Dnieper và Zaporizhia. Lực lượng Nga được cho là đang sử dụng nhiều loại vũ khí tác chiến điện tử mới, cùng với việc tăng cường sử dụng bom FAB gắn bộ lượn UMPC. Theo Pravda, Bộ Tư lệnh Phòng quân miền Nam Ukraine cho biết, vụ tấn công xảy ra vào đêm 23 đến 24 tháng 8. Theo đó, oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình KH-22 về phía đảo Rắn. Ngoài ra, Nga còn tấn công vùng Kherson bằng bom dẫn đường trên không. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến bất kỳ hậu quả nào sau các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, lực lượng phòng không của phía Nam Ukraine đã thông báo phá hủy 5 máy bay không người lái UAV của Nga, bao gồm 2 chiếc Zala, 1 chiếc Supercam, 1 chiếc Orlan 10 và 1 chiếc Merlin, cùng 2 UAV tấn công làn xe trong ngày hôm qua. Chỉ vài ngày sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, Hải quân Nga đã giành được quyền kiểm soát đảo Rắn. Tuy nhiên, tới ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã rút quân khỏi khu vực này. Đảo Rắn hay còn gọi là Zmeiniyi, nằm cách cảng Odessa của Ukraine 35 km. Đây là khu vực có vị trí chiến lược, án ngữ gần các tuyến đường biển dẫn đến eo biển Bosphorus và Địa Trung Hải. Thống đốc vùng Voronezh của Nga Alexander Gusev cho hay, một cuộc tấn công bằng UAV vào đêm ngày 24 đã gây ra hỏa hoạn và vụ nổ ở địa phương. Ông Gusev cho biết,
các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy một số UAV trên bầu trời Voronezh. Tuy nhiên, các mảnh vũ khí rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn và vụ nổ tại một địa điểm giấu tên. Còn theo kênh Telegram Astra, vụ nổ xảy ra kho đạn dược ở thị trấn Ostrogozhsk của tỉnh Voronezh. Cũng theo ông Gusev, không có thương vong nào được báo cáo sau vụ tấn công của UAV Ukraine và các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Ukraine từng nhiều lần nhắm mục tiêu vào các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và kho đạn dược ở tỉnh Voronezh. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự mới. Theo Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển của Mỹ dành cho Ukraine, công bố gói vũ khí mới trị giá 125 triệu đô la Mỹ. Tổng thống Biden cho biết, gói viện trợ bao gồm tên lửa phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, vũ khí chống thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa chống tăng cùng nhiều đạn dược và các hệ thống tên lửa di động. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ này bao gồm các mặt hàng được lấy từ kho dự trữ quốc gia. Mỹ cam kết hơn 55 tỷ đô la Mỹ viện trợ vũ khí, đạn dược và các khoản viện trợ an ninh khác cho Ukraine kể từ khi bùng phát xung đột tháng 2 năm 2022. Tổng thống Ukraine khẳng định Ukraine đang rất cần số vũ khí trong gói hỗ trợ được Mỹ công bố, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine để thảo luận về tình hình cuộc xung đột. Cũng trong ngày 23 tháng 8, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với hơn 400 tổ chức và cá nhân vì tham gia hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, bao gồm cả các công ty Trung Quốc mà Mỹ cho rằng đang giúp Nga lách lệnh trừng phạt của phương Tây và xây dựng quân đội. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo nêu rõ, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục thực hiện các cam kết do Tổng thống Joe Biden và những người đồng cấp của ông tại nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đưa ra nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng cơ sở công nghiệp, quốc phòng và các kênh thanh toán của Nga. Hiện Đại sứ quán Nga tại Washington chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận về các lệnh trừng phạt mới này. Trong một diễn biến liên quan, ngày 23 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov thông báo trong năm 2024, viện trợ quân sự của Latvia dành cho Ukraine sẽ lên tới khoảng 112 triệu euro, hơn 125 triệu đô la Mỹ. Latvia sẽ cung cấp cho Ukraine hàng nghìn UAV, song không nêu rõ khung thời gian. Trong thông báo ngày 23 tháng 8, Na Uy đã đồng ý để Ukraine sản xuất đạn pháo do Oslo phát triển. Công ty vật liệu quốc phòng Nammo tại Na Uy đã ký một thỏa thuận cho phép một tập đoàn quốc phòng thành lập cơ sở tại Ukraine để sản xuất loại đạn pháo 155mm do các kỹ sư của Na Uy chế tạo. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!